nấu ăn vì sự sống. Trích quyển Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa. Anh Minh Ngô Thành Nhân dịch. Trong số sinh vật trên trái đất, chỉ có loài người biết dùng lửa để đun nấu thức ăn. Nhờ thế, con người đã thoát khỏi đời sống động vật hoang dã và xây dựng cho mình một nền văn hóa văn minh. Tuy nhiên, nấu nướng pha chế làm biến đổi phẩm chất của thức ăn mà thức ăn làm nên cơ thể. Lời bác sĩ Alexis Carrel, giải Nobel y học. Nên việc nấu ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Đương nhiên, ai cũng hiểu sức khỏe là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Vì vậy, người xưa rất xem trọng cái bếp và cho rằng mọi việc hay dở trong nhà đều từ bếp mà ra. Ý tưởng này thể hiện rõ trong tục thờ cúng thần bếp, ông Táo của người Á Đông. Sự thờ cúng cái bếp chẳng qua là dịp để gia chủ kiểm điểm việc nấu ăn trong thời gian qua đã tác động thế nào đến tình trạng sức khỏe và như vậy có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến sinh hoạt của gia đình, rồi dựa vào đó để phát huy hoặc sửa đổi. Nhưng ngày nay, tục lệ này đã mất hết ý nghĩa và trở nên một hình thức mê tín dị đoan. Việc nấu ăn chỉ còn là phương tiện thỏa mãn cảm giác hoặc là một công việc chiếu lệ. Chính đấy là tiền đề cho sự suy thoái sức khỏe và bộc phát bệnh tật trong thế giới hiện tiền. Mãi chạy theo những dục vọng nhất thời, con người đang hủy hoại mình và đồng loại nếu không kịp thời tự hối, mà trước hết là trả cho việc nấu ăn ý nghĩa đích thực, nuôi dưỡng sự sống, thì giống người ắt phải diệt vong. Tuy vậy, hình thức và hương vị cũng khá quan trọng. Nấu ăn không những là một khoa học, mà còn làm một nghệ thuật. Người làm bếp vừa làm một nhà khoa học sinh hóa dược, biết bào chế thức ăn thành thuốc, vừa làm một nghệ sĩ biết pha trộn điều hòa sắc màu, hương vị để tạo ra những hình tượng món ăn hấp dẫn, ngon lành. Điều này thể hiện rõ trong cách nấu ăn của dân Việt. Mỗi món là một công trình sáng tạo, đạt bốn yêu cầu: bổ dưỡng, ngon mắt, ngon mùi, ngon miệng. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như gạo, đậu, phụ nữ Việt Nam có thể làm ra hàng trăm loại bánh. Mỗi loại mang một ý nghĩa đặc biệt và phù hợp nhu cầu sử dụng tùy trường hợp, không gian và thời gian. Theo phương pháp thực dưỡng, nghệ thuật nấu ăn dựa vào hai nguyên tắc căn bản sau đây. Một, quân bình biện chứng, món âm phối hợp điều hòa với món dương và ngược lại. Thí dụ thức ăn lấy từ sông, biển âm hơn, cần kèm tương xứng với thức ăn có trên đất liền dương hơn. Thịt cá dương hơn nên quân bình với rau củ âm hơn. Đồng thời cần dựa vào những nguyên tắc quân bình âm dương nêu ở chương 3 để chọn thức ăn và nấu nướng cho phù hợp. Sau đây là một số cách nấu ăn thông thường theo nguyên lý âm dương. Hai cột âm hơn dương hơn. Nấu nồi thường, nồi kim loại âm hơn. Nấu nồi áp suất, nồi đất dương hơn. Ngâm nước âm hơn, phơi khô dương hơn. Để sống âm hơn, nấu chín dương hơn. Nấu sơ, luộc hấp âm hơn. Nấu lâu, ninh hầm dương hơn. Gọi tại sao âm hơn, chiên rang nướng dương hơn. Súp canh âm hơn, nấu rặt nước xào khô dương hơn. Khuẩy đảo theo chiều ly tâm âm hơn. Khuẩy đảo theo chiều hướng tâm dương hơn. Nêm nhạt âm hơn, nêm mặn dương hơn. Để ngặn hàng âm hơn, để lâu ngày dương hơn. Ngoài ra, khi cắt thải thức ăn, mỗi miếng hoặc mỗi phần tách ra càng giữ được tình trạng quân bình âm dương của tổng thể càng tốt. Các loài rễ củ đâm xuống đất có phần trên âm hơn phần dưới thì cắt dọc hoặc cắt xẻo. Củ mọc ngang thì cắt khúc hoặc sắc lạc thẳng. Củ búp như hành, su su thì bộ dọc. Bắp cải bộ đôi hoặc tư rồi cắt thành từng miếng hoặc tách lá chồng lên nhau cắt sợi. Các loài rau lạ hoặc thân bò thì cắt đoạn vừa ăn. Muốn kiểu cò thì tỉa hoa, cắt hạt lựu, thái sợi vân vân. Các bạn có thể cắt riêng hai phần âm và dương, rồi khi nấu nhớ trộn đều, hoặc nấu riêng phần âm dọn cho người dương tàn,
hoặc có bình dương và phần dương cho người âm tàn hoặc có bình âm. Cũng cần lưu ý khi cắt thải nên để riêng từng nguyên liệu, không cho nước cốt với hương vị của chúng ngấm vào nhau quá sớm. Và khi nấu không nên khuấy đảo nhiều, trừ những món cần như bẫy, để chúng từ từ ngấm thấm hòa trộn một cách tự nhiên. Nguyên tắc quân bình âm dương còn thể hiện trong cách trình bày khi ăn, khi sắp lên đĩa, dọn ra bàn và cả trong thái độ khi nấu ăn cũng như khi phục vụ thực khách. Đương nhiên nhà bếp và phòng ăn, trung tâm sức khỏe cá nhân, gia đình và xã hội cần được sắp xếp, giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ, vui tươi và thoải mái. 2. Không lãng phí, nhớ tận dụng tất cả những thành phần ăn được của nguyên liệu, chỉ bỏ những phần quá sơ, cứng hoặc bị hư. Thì dù rau dùng cả lá, thân, hoa rễ, đầu hạt, quả và củ dùng luôn vỏ lùa, thịt cải dùng luôn thịt, mỡ, xương. Vì mỗi phần chứa những chất dinh dưỡng riêng, khi dùng phối hợp, chúng sẽ bổ túc nhau và bồi tăng hoặc chỉ giảm tác dụng của nhau. Hơn nữa, mỗi nguyên liệu được dùng làm thức ăn lấy trong thiên nhiên từ nó đã hàm chứa một tỷ lệ âm dương quân bình cho riêng nó. Nếu chỉ dùng một phần có thể gây ra tình trạng quá âm hoặc quá dương. Chỉ nhóm lửa khi đã sửa soạn xong các nguyên liệu và cần trù liệu thực đơn để nấu vừa đủ ăn, không để thừa rồi đổ đi. Hơn nữa, dùng những loại lương thực thực phẩm có thể để lâu như gạo, đậu mè cũng không nên tích trữ quá nhiều vượt sức bảo quản đến phải hư hao vì mốc meo, sâu bò cắn phá. Phải nghĩ đến những người đang thiếu ăn và biết quý trọng những gì thiên nhiên sinh ra vừa đủ nuôi dưỡng con người. Tóm lại, tất cả món ăn thức uống làm ra phải có hồn, nghĩa là thấm đượm những rung động chân thành phát xuất từ tấm lòng yêu sự sống, quý cái đẹp của người làm bếp và sau đó truyền qua cơ thể và tâm hồn người ăn. Như vậy, người nấu ăn thực dưỡng phải chăng là một nhà bác học thông thái hoặc một nghệ sĩ chuyên nghiệp? Thật ra nấu ăn chỉ là vốn sẵn có hay năng khiếu bẩm sinh của loài người. Do đó, mặc dù bị lãng quên trước sự phát triển của cách nấu ăn và ăn uống gọi là văn minh hiện đại, chỉ cần chút khêu gợi, năng khiếu này từ trong tiềm thức sẽ hiện ra ý thức. Và để khêu gợi, các bạn thử bắt tay và làm vài món sau đây. Có thể ban đầu món ăn của bạn chưa đạt, nhưng với thời gian và lòng kiên nhẫn, các bạn sẽ thành công trong nghệ thuật cao quý này. Điều quan trọng nên nhớ là dù đã chọn đúng thực phẩm nhưng nấu nướng không đúng cách thì hiệu quả cũng giảm bớt. Bởi vậy, cần tìm đọc sách hướng dẫn nấu ăn theo phương pháp thực dưỡng, thì dù như cuốn Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Osawa của bà Lima Osawa và cô Diệu Hành. Nếu có điều kiện nên tìm học trực tiếp từ những đầu bếp có kinh nghiệm. Xem thêm cách làm món ăn thức uống trong sách Phương pháp tân dưỡng sinh thực dưỡng Macrobiotics Hồi xuân và sống thọ của giáo sư Osawa, bản dịch của Anh Minh, Ngàn Ôn và Ngô Ảnh Tuyết.